Xin chào anh chị, em xin được giới thiệu tới anh chị bình tưới cây áp suất 2 lít Bladder, sản phẩm được làm từ nhựa HDPE, loại nhựa sử dụng để chế tạo đồ đựng thực phẩm an toàn, không ăn mòn và có độ bền cao, giúp cho người sử dụng yên tâm khi tin dùng sản phẩm. Với cần bơm áp suất được làm từ inox đường kính lên tới 11mm cùng với piston đường kính 28mm, giúp cho người sử dụng lấy áp suất nhanh và nhẹ nhàng, không tạo ra cảm giác nặng tay khi lấy áp suất. Cò bóp kết hợp khóa rảnh tay, tiện lợi chỉ với một lần bấm. Vòi phun hai chế độ phun sương và tia nước thẳng, phục vụ đầy đủ cho công việc tưới cây, rửa lá hoặc phun thuốc cho cây trồng. Van xả áp suất, tăng tuổi thọ cho doang bình và đảm bảo an toàn. Vạch nước màu trắng giúp cho người sử dụng dễ dàng nhận biết được mực nước còn lại ở trong bình. Khuyến mại 30% chỉ còn 380.000 đồng, đặt hàng bằng cách truy cập vào đường link www.bladder.vn/bình tưới cây. Duy nhất chỉ áp dụng đặt hàng trên đường link này. Xin trân trọng cảm ơn.